Và cũng thể trả lời yêu cầu của anh Năm cũng như tất cả quý vị ở dưới, là muốn thấy là Văn Hải đồng tấu guitar mà khi Văn Hải đi biểu diễn ở châu Âu á, phải nói là đi chương đó về rất là thành công. Thì bây giờ để coi Văn Hải biểu diễn ở châu Âu làm sao, sẽ độc tấu lại cho quý vị ở đây cùng thưởng thức bằng thể điệu Lý Tình Tang qua 3 câu vọng cổ. Một tràng pháo tay để khích lệ Danh Cầm Văn Hải. Xin cảm ơn.